Ghê chưa? Đây, để hãy nâng cao camera lên nha. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với tập thể lớp 7A1 trong cái bài là dùng họa tiết vốn cổ hoa lá để trang trí đường đi dìm nha. Rồi ok, giờ bắt đầu chấm bài thôi. Cái bài này nó liên quan tới văn hóa truyền thống Việt Nam và những cái liên quan tới những cái lối trang trí cổ điển á, và mang đậm tinh hoa văn hóa của dân tộc Việt. Cho nên là mình sẽ có một những cái bài rất là đẹp luôn, xuất sắc luôn. Rồi tiếp bắt đầu nha. Chăm. Rồi anh Chăm, chốt bill nhanh gọn lẹ, không nói nhiều ha. Đây nè, quá đẹp luôn nè. Thấy ghê chưa, thấy người ta vẽ bông hồng không? Thấy bông hồng đẹp chưa? Trời ơi, tôi nói có bông hồng cái nhảy lên cái gì chờ. Nhảy lên cái gì mà nó xanh xanh vàng vàng đỏ đỏ tím tím xanh xanh hồng hồng gì kìa, ghê quá à. Đó, đẹp quá chờ nè. Gì vậy? Cái gì vậy? Chèn phẹt ơi. Hừ ơi, đẹp quá em ơi, 100 điểm. Hừ ơi, đẹp quá. Em vẽ ai vậy? À, thằng Kim Đan ấy, thằng Chí Cường. Bị thằng Kim Đan đánh nè, thấy chưa? Cái chân mày rậm là cũng do thằng Đan nó đánh giết mà đậm luôn đó. Cái câu chuyện này thầy kể hoài mấy em không tin hả gì? Hôm bữa có một bạn vô bình luận dài gì nè, ở bên dưới cái phần bình luận của thầy đó. Ê, đăng ký, nhớ đăng ký kênh cho thầy nha. Đó, cảm ơn các bạn tặng quà hả Tim nha. Ừ, các bạn nào biết câu chuyện của thằng này kể cho thầy nghe đi, bình luận bên dưới đi. Chèn ơi, nó kể cho thầy, nói gì nè, thầy không biết. Thằng này tên là Chí Cường Hiền Khô. Thằng Ít Thi á, nó kéo thằng Kim Đan lợ đập này, ghê chưa? Mà nghe đồn thằng này là làm gì mà hướng dẫn viên hay là cái gì nè, đánh võ đài vậy đó, cũng biết võ đồ đó. Ừ, được cái mã đẹp trai Hiền Khô à, dễ thương quá, đẹp, đẹp quá đi. Bạn vẽ hai mặt luôn kệ, một mặt đó là đúng đề, một mặt sau là mặt giao lưu nha, đẹp quá đi, giao lưu đó. Quá đẹp luôn nè, thấy chưa? Đẹp quá, thấy không? Ngon lành luôn, chưa? Quá đẹp, không thể nào mà chấp nhận được luôn, không thể nào tưởng tượng được luôn đó. Tiếp. Chèn ơi, dễ thương, thấy ghê, thấy không? Tên gì đây? Gia Phúc nè. Ghê chưa? Vẽ đường dìm nè. Đẹp không? Đó, phải vậy mới được. Vẽ giờ điểm cao liền, thấy chưa? Đó, thầy cho điểm hả? Nó dễ hơn cái chữ dễ luôn đó. Quá đẹp luôn. Cảm ơn các bạn nha. Rồi ok. Ồ, vẽ ba cái đường dìm luôn nè. Mà vẽ sơ sài quá. Tên gì đây? Tên là Thiên Ân nè, thấy chưa? Vẽ mà tô chưa xong nè, tội nghiệp ghê vậy đó. Gán thêm cái nữa đi là được, còn không chịu. Hờ ghê. Nhưng mà được đi, cho điểm khuyến mãi đi ha. 90. Ghê chưa? 90 điểm đàng hoàng liền. Nó bị nhăn trừ điểm này. Khó khăn quá em ơi. Người ta vẽ đẹp gì nè mà cứ hả vô hả kêu trừ điểm con ta. Thấy ác độc ghê chưa? Mấy em chứ mấy em ác kinh khủng lắm. Mấy em biết không biết hả? Mình ác kinh thiên động địa. Tiếp. Chuyện sao đơn giản quá vậy, rồi bao nhiêu điểm nha Hàng Quân? Sao mà đơn giản dữ vậy em? Rồi điểm sao mà cao được? Hờ, cái này nó để nó dễ, không khó khăn gì. Điểm du di đó, thôi cho bạn 8 đi ha. Cho điểm cao quá em ỉ y. Em không có làm tốt được việc của mình làm. Tiếp. Không viền nét lỡ nữa nè. Ngộ ghê, tên gì ạ? Chuyện ở Ngô Quốc Thái hả? Được đi, chăm chết biết sao không? Em này tặng cho thầy Dân một cái móc khóa hình con mèo. Bạn này biết thầy rất là thích con mèo luôn đó. Tặng cho thầy Nguyên một cái móc khóa con mèo. Mà hồi năm ngoái tới năm nay luôn, nó không có bị chạy gì hết trơn. Mà cái màu vẫn đẹp luôn nha. Trời, thầy ơi bị ưng luôn. Tới bây giờ thầy vẫn treo cái móc khóa con mèo trong cái chìa khóa của thầy luôn. Vậy hả thầy? Đúng rồi em, Hiền Khô, dễ thương lắm. Mà tôi nghe đồn cái em này nha, kiểu như sao ta, kiểu như cũng được lắm. Mà kiểu như hả, được nhiều người quý mến. Ghê chưa? 80, thấy không? Đẹp ghê không? Tường đâu? Tiếp. Đây nè, chèn phẹt ơi, cái gì đây nữa nè? À, Khánh Phương hôm nay vẽ nè, cái đường dìm bự ghê á em. Bự dữ đó. 72. Khánh Phương thì càng ngày càng lùi, hiểu không? Khen quá trời mà có 80 vậy thầy. Quên. Hiểu lầm.
Hiểu lầm thôi, hiểu lầm, hiểu lầm nha. Tiếp. Có ví dụ như mình đừng có coi tên được không thầy? Từ từ để thầy uống miếng nước một cái. Từ từ để thầy uống miếng nước một cái nha. Chi vậy thầy? Để thầy lấy hơ á, thầy tranh luận với em. Em nói sao? Em nói sao em nói lỡ cây? Chấm bài không coi tên hả? Không coi tên biết bài của ai chấm? Mình phải coi tên để chi biết không? Để mình hả? Chân chị. Trời em giỡn mặt hả? Tiếp. Chèn ô vẻ đẹp dữ nè, thấy chưa? Đơn giản là điểm cao liền, thấy không? Đơn giản là điểm rất là cao nha. Đẹp ghê không? Cái tiết, ê cái này toàn là hoa lá không mà rất là đẹp luôn mấy bạn. Ha. Quá đẹp luôn. Rất là xịn nha. Ngon lành cành đào tươi thôi cho lên 94 đi. Đẹp quá đi, thấy không? Thầy ơi 100 đi thầy, trời ơi giỡn hả? Bài này 100 phải là tinh tế lắm. Tiếp. Ồ ô họa tiết hình cái đèn nè. Tên gì đây? Lê Trung Kiên nè. Ghê không? Đó. Đó. Điểm cao liền. Tô lem kìa thầy trừ điểm. Đúng rồi. Tô lem không đều trừ điểm nhưng mà thôi kệ chăm chế. Biết sao không? Chịu khó làm bài. Ừ tội nghiệp dữ lắm luôn em ơi. Thiệt hiền khô à. Tội nghiệp. Sao cao dữ thầy? Cao dữ chưa? Là cao dữ đó. Tiếp nè. Đó. Ít ra phải vẽ như thế này nè. Mấy em thấy cái màu của bạn không? Cái màu bạn làm rất là kỹ nè. Thấy không? Thấy không? Ủa em vẽ con đom đóm hả? À, không phải, hết hồn, giật mình, tưởng đâu là vẽ đơm đớm năm cũ, giật mình luôn đó. Đây nè, thấy ghê chưa? Đó, đẹp không? Phán Diễm mới được bạn Mai Gia Linh hôm nay vẽ rất là tốt nha. Đơn giản mà điểm rất là cao nha. 100. Mai Gia Linh, bạn này cực kỳ dễ thương và bạn này có một cái nụ cười rất 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 là đẹp. Dùng thước kìa thầy ơi, em có bệnh không? Trang trí đường diềm không dùng thước làm sao mà có cái đường diềm mà trang trí? Tiếp. 15 điểm. Tiếp. Đó. Thấy ghê chưa? Thấy ghê không? Đẹp không? Gia hạnh nè, 100 điểm. Ghê chưa? Đẹp không? Đó. Bài người ta phải gì nè thì điểm nó mới cao được. Thấy chưa? Mấy em thấy người ta vẽ chưa mấy em? Nó đều tăm tắp luôn nè. Nó đều mà nó hả? Trên dưới nó có một cái nhịp điệu nhất định. Thấy chưa? Đẹp không? Ngút ngay luôn. Giải thích vì sao bài kia 15 điểm hả? Em nói một tiếng nữa. Vẽ không có ra hình mà bày đặt hả? Chèn phẹt, tôi không có là tưởng tượng một cái bài đẹp ơ là đẹp như thế này luôn. Quá là tuyệt vời và sâu sắc. Mà đi mà cũng đẹp nè, thấy chưa? Đó, đẹp không? Ghê chưa? Sao mà ai mà ác đọc dữ chờ. Này in hả thầy? Vậy là em thành công rồi đó. Em vẽ mà người ta nói in là em thành công rồi. Em ô đẹp ghê nè, tên gì ạ? Tên gì đây? Thùy Trang nè, chàng Thùy Trang hôm nay vẽ tốt dữ nè, thấy chưa? 100 luôn. Em này nè, với em hả Lê Gia Linh đó ha, là tàn là lấy 100 từ đầu năm tới bây giờ luôn mấy em. Ghê không? Đẹp không? Mà khi mà lên màu tô rất là kỹ nè. Ghê chưa? Ủa Mai Gia Linh hả? Nó lộn đi. Đó. Thi toàn quốc cho thầy, em đợi nghỉ hè đi em. Đó. Thời gian cũng gần mà, từ đây tới hè thôi chứ không có gì trơn. Soạn tác phẩm để đó đi ha. Đẹp không? Quá đẹp luôn nè, chưa? Sao mày hay lộn quá à? Sao hay bắt lỗi quá? Minh Gia Lai, tào lao nữa đó. Người ta tên là Mai Gia Linh, cái không đọc ngược là thành Minh Gia Lai kìa. Em mà sao nghe hợp lý quá chợ. Em nghe cũng hợp lý quá đó ha. Ta nói ha, thứ năm thứ sáu này hãy vô đi rồi tàn canh gió lạnh chứng này liền. Tiếp. Không thể nào mà tưởng tượng mà chấp nhận được. Tiếp. Chèn ơi Minh Thông hôm nay giá đẹp dữ vậy em. Đẹp quá vậy, 95 điểm nha chưa. Được quá ha. Minh Thông hiền khô à. Nè, vẽ nè, nhịp điệu có bông hoa sen, cách điệu đẹp quá đi chưa, đẹp quá đi. Xinh quá. 95. Tiếp. Cái đèn nè, dễ thương quá nè. Nam Khang nè, được nè. Đẹp. Được. Bài này hãy cho 89 thôi, cộng thêm 3 đi, tội nghiệp. Chăm chế được đi, tội nghiệp quá. Ồ đẹp quá. Ồ đẹp cái ghê luôn đó. Tiếp.
bữa nay toàn bà đẹp không chợ. Tiếp nè. Ồ, bạn chơi ha, một bên là đánh chì đen trắng ha, để tả khói, một bên bạn đi màu nè, đẹp dữ trời. Mấy bạn thề hết hoa dữ lắm đó. Thành ra các bạn nào mà vẽ hoa thì hơi bị mê luôn chèn, hơi bị đẹp luôn á nè. Một bên đi màu sáng tối rất là rõ ràng và lên chì đen trắng rất là kỹ nha chèn ơi. 100 điểm. Bạn này trúng tủ hay gì mà sao dễ đẹp dữ hả à? Bạn Hải Phong chèn ơi, đẹp quá nè, thấy ghê chưa, mà kỹ ơ là kỹ nè, đẹp ơ là đẹp, xinh ơ là xinh, quá đẹp luôn. À, có mấy bạn nói là cái có nhiều bài giống nhau hả, vậy là mấy bạn chưa biết là tinh thần của văn hóa rồi. À, bài trang trí đường diềm là các bạn sẽ vẽ lợi những cái chi tiết họa tiết vốn cổ. Vốn cổ là gì, là họa tiết trên kiến trúc đình làng chùa rồi đó, các bạn cover lợi, ví dụ như hình con rồng thời Lý chẳng hạn, thì ví dụ một cái hình đó các bạn sẽ phải chép lợi hết, tất cả học sinh đều phải chép hình ha. Cái này là bài vẽ nghiên cứu á, nghiên cứu về lịch sử, về văn hóa đó. Mai mốt các bạn mà làm theo thợ xăm rồi đó ha, thì các bạn sẽ học sâu về cái phần cách điệu, về mảng hình, học về cái này rất là sâu để các bạn làm thợ xăm ha. Còn các bạn làm thêm về cái mảng gọi là điêu khắc á, như là điêu khắc đình làng chẳng hạn, thì các bạn sẽ học rất là nhiều về những cái hình này ha, về trang trí đường diềm rồi đó. Tiếp. Rồi, bao nhiêu điểm mấy em? Từ từ nha, đợi thì xíu. Rồi xong, quá đẹp luôn nè, thấy chưa? Lâm Tuyết Anh đó hả? Trời ơi, sao hôm nay em này vẽ bình thường quá vậy? Bình thường Lâm Tuyết Anh vẽ kinh khủng lắm. Hôm nay mình chơi một cái tông đen, cái mình nhắn những chi tiết li ti. Đây cũng là một cái loại hả, rất là có cái ý nha. Bài này hãy cho là 97. Quá tốt, được, dễ thương ha. Nhìn nó hả, nó hơi bị nhăn, hơi uổng cho mình, nhưng mà không sao. 97 điểm là ngon lành luôn đó. Đẹp quá trời đẹp luôn. Lớp này vẽ đẹp với thầy ơi, thầy không ngờ luôn đó. Bình thường mấy các bài khác vẽ bình thường, mà hôm nay đưa với các bài đường diềm cái vẽ được hết trơn, hay quá ha. Đẹp dữ chèn. La Muôn Phước nè, vẽ mà thiếu viền nét nè, điểm đâu có cao được đâu em. Viền nét nó quan trọng dữ lắm. Ôi trời, chăm chế đi, cộng thêm 3 đi tội nghiệp. Em này thì cũng gọi là sao, cá tính dữ lắm. Ừ, hôm bữa muốn hả cạo cái chân mài luôn đó. Ừ, vì sao, vì muốn làm phong cách. Tiếp. Ghê chưa chèn ơi, hắn ta vẽ kỹ lưỡng ghê chưa mấy em. Nè, như tranh thiêu chữ thập vậy đó. Đẹp không, 100 điểm. Quá đẹp luôn nè. Mà bài kỹ ơi là kỹ là trời, bạn Thạch Thảo nè, vẽ trang trí đường diềm họa tiết thời Lý. Không em ơi, họa tiết này thời Lý cũng đúng, mà hoa lá cũng đúng. Quá đẹp luôn nè. Đẹp quá. Đẹp ghê không? Đẹp ghê không? Hồ ô. Mà bạn Tô rất là kỹ nha, cực kỳ kỹ luôn nè. Thấy ghê thiệt sự luôn đó, thầy không ngờ luôn đó. Bài kỹ lưỡng, tinh tế mà Tô chèn. Ô sao mà sáng tối nó cũng tốt nữa nè. Cái bông, cái hoa nè, viền nét nó kỹ kinh khủng. Đẹp quá. Kè cái thước nó đều nữa là thấy ưng cái bụng rồi đó. Tiếp nè. Tên gì? Vũ Anh Khoa nè, thấy chưa? Nó hồi hỏi ơ luôn đó, chưa? Cái này nhìn cũng có ý lắm, nhưng mà thầy không có mê mấy cái này. Chủ đề của mình là đường diềm, nó sẽ mạnh hơn ha. Như thế này thì là phóng to cũng được. Tên gì đây? Hồi cái bức dưới đẹp chứ ạ. Da hơn nè, thấy chưa, đẹp không? Quá đẹp luôn nè. Ghê không? Ủa, chấn động luôn nè. Trời, quá đẹp em ơi. Sao mà có thể đẹp như vậy cơ chứ? Lớp này, sao hôm nay lớp này vẽ tốt dữ vậy? Ừ, đẹp dữ. Ồ, chăm chế nha. 92. Rồi, 92 thôi, quá đẹp. Đẹp quá, 92 thôi ha. Tiếp. Ồ, quá đẹp. Chèn ơi, ơi, tên gì đây? Cù Lê Huy đó hả? Chỗ sao hôm nay vẽ tốt dữ hả em? Ừ, sao hôm nay vẽ tốt dữ vậy? Tặng 3 đường diềm luôn, chính giữa tô màu luôn, quá đẹp luôn nè, Cù Lê Huy ơi. Ủa, 100 điểm em ơi. 100 nha. Đẹp quá. Quá đẹp luôn. Ủa nè, ngang dọc rất là kỹ nha. Nè, cái đường diềm nè, đẹp quá đi nè, thấy chưa? Hầu không thể nào mà tưởng tượng được. Quá đẹp luôn. Ê, hình như cái lớp này trúng tủ phải không? Thầy không nghĩ là cái bài này là trúng tủ cái lớp này luôn đó. Không tin luôn. Dùng thước kìa thầy, em có bị gì không? Trang trí đường diềm người ta cho phép dùng thước mà nói vậy. Hầu hở ơ luôn nè.
Không ngờ luôn đó. Hổ đẹp quá. Thầy ơi, thầy tên Huy trừ điểm đó thầy, không em. Riêng bạn Huy này vẽ đẹp mình ưu ái nha. Ừ, nè, thấy chưa? Người ta vẽ nè, kỹ lưỡng từng chi tiết nét nè, thấy chưa? Mấy em làm được gì không? Thấy chưa? Chưa, tôi nói được chứ tôi làm cũng không có được. Nè, mà tôi khen được. Khen thì nó nhanh dữ lắm. Còn vẽ thì tới ngày hai ngày mới xong lận. Đẹp không? Quá đẹp luôn, thấy chưa? Kỹ lưỡng tinh tế mà xong còn viền nét rồi nữa. Trời ơi, không thể nào mà tin được luôn á. Chấn động sợ. Quá đẹp. Tiếp. Uyên Minh nè, không cắt viền giấy nè. Hôm nay thầy vui trong lòng, thầy không trừ điểm nha chưa. Bản lâm còn bảy chục, tôi không có trừ điểm đâu. Tiếp. Ồ ô, tôi tưởng là con lương không đó. Ghê quá hả. Tên gì đây? Như Quỳnh hả? Đẹp. Quá đẹp tuyệt vời luôn em ơi, xuất sắc. Ủa không trừ điểm mà bản lâm còn bảy chục. Ê, tôi đâu có trừ trên bài đâu. Nè, tôi đâu có trừ trên bài. Em thấy rõ ràng không? Ví dụ tôi ghi số 75, tôi trừ 5 thì nó tôi trừ. Còn này tôi ghi 70 điểm mà, tôi đâu có trừ. Em thấy dấu trừ nào ở đây không? Đó. Ủa thầy, ê, cái lớp này trúng tủ hay gì chờ? Sao mà vẽ được không vậy? Im quá vậy. Tên gì vậy? Bạn Định, Lê Long Định. Rồi không? Em nói không lỡ thầy luôn á thầy. Sao mà thầy có thể như vậy được cơ chứ? Là sao thầy? Thầy là vậy đó. Tưởng tượng được nè. Đó, vẽ gì nè. Và đòi điểm cao. Cao chạy xa bay. Không có nào mà tưởng tượng được luôn á. Tiếp. Chào thầy, chào các bạn. Ghê không? Tiếp nè. Trời ơi hay quá ha. Lựa chọn một cái đường dìm cũng rất là sâu sắc ha. Tên gì đây? Tên là bạn Chí Minh Thiện. Minh Thiện vẽ, Minh Thiện vẽ đẹp quá nhưng mà mình thiếu viền nét rồi em ơi, em trừ điểm nha. Cảm ơn Ngọc Khánh đã tặng quà nha. Trời ơi, để hãy uống miếng nước cái coi. Nó nãy giờ thao thao bất tuyệt. Ngừng lại coi, để tôi nhìn lên màn hình coi có ai tặng quà cho tôi không cái đã. Để tôi đọc tên chống gì. Hở ơ luôn, để hạ thấp camera xuống cái. Buồn ngủ quá. Uống hoài hả? Em đi vô đây em làm đi. Rồi em biết như thế nào mới gọi là uống nước. Đẹp quá. Uống vô miếng nước tao nói hả, cái nó ngon cái bao tử gì đâu luôn á. Cái nước này nó có cái vị, cái vị là cái vị của nước. Tiếp. Chèn phẹt ơi, phải ke nét là điểm cao liền á. Nhưng mà thôi chăm chế cho qua, nó điểm cao nha Minh Thiện. Tiếp nè. Uống nước nhiều tiểu đường tào lao nữa. Dạ em uống nước lọc. Em để trong cái chai trà xanh không độ. Trời ơi, cảm ơn bạn quan tâm nha chưa. Trời cũng để ý cái chai nước quá ha. Nhưng mà tôi để nước lọc. Rồi không? Trời ơi, cái họa tiết này người ta hả, đánh là người ta phải ra sáng tối như cái bài hồi nãy đánh chì đó. Mà vẽ vừa bao nhiêu điểm? 1, 2, 3, mỗi cái 20 là 60 điểm em nhé. Tên gì đây? Rồi 60. Thôi chăm chế 65. À, thầy dễ dãi quá mà. Nghe chưa? Rồi không? Đó. Căng đông đo điểm đàng hoàng tử tế. Ghê chưa? Tiếp. Quá đẹp luôn. 98. Đẹp quá. Thấy không? Bài vẽ đơn giản lấy 98 điểm liền. Thấy ghê chưa? Rất là đẹp luôn. Thầy dễ ghê á, dễ rớt. Đúng rồi đó. Em thấy cưng ghê á, cưng du lây, cây du lưng. Quá đẹp luôn, xuất sắc luôn. Đẹp quá em ơi, tuyệt vời luôn nè. Ghê chưa? Nhìn giống rau bà tuột không có. Giống rau của em đó. Tôi đang cầm trên tay là một cái bản khảo cổ để đi tới một cái hành trình. Đó là một cái hành trình khám phá một cái vùng đất xa xôi. Một cái hành trình mà đi băng qua bao nhiêu ngàn khu rừng và đến một cái miền đất hoang sơ hoang tàn. Và nghe đồn tại chính nơi đây rất 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 là nhiều kho báu. Và trong đó có cực kỳ nhiều những con côn trùng độc hại. Và rất là nhiều những bộ xương quá thạch thờ tiền sử. Gây cho mình một cái cảm giác lo âu, sợ hãi, mê hoặc, ma mị. Em vẽ cái bản đồ kho báu em nộp cho tôi hay gì?
ghi chữ thấy ghét, vẽ thấy ứa gan hà. 30 công kỹ ha, vẽ cho lắm vô rồi điểm thấp. Tiếp ít ra phải gì nè, điểm cao liền. Tên gì ạ? Yến Như nè. Ấy ê, thầy hỏi thiệt nha, ý là cái lớp này là ơi, ý là cái lớp này trúng tủ hay dạ, cái lớp này trúng tủ luôn mấy em ơi. Hỏi hỏi ơ luôn chèn, không nào tưởng tượng được lớp trúng tủ, đáng sợ thiệt chứ, ghê thiệt. Tàn điểm cao cao không, trừ điểm bằng Như đi thầy ơi. Ủa mắc gì trừ điểm cho Phật, bằng Như làm gì em chưa hả? Như ngồi một góc niệm Phật hả? Thầy vẽ không đều. Đúng rồi nè, đúng rồi, trang trí cái này mà làm không đều nè. Ê em là ai, em có thù oán gì với bạn Như, em nói một tiếng đi. Tôi cho 96 điểm, tôi chốt điểm rồi. Làm cái gì mà em vô đem soi bài của bạn Như? Bạn Như làm gì em hả? Đã làm gì chưa? Đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu mà giờ kêu người ta không điều, kêu thầy trừ điểm. Em muốn ly gián tình thầy trò của thầy hay gì? Không có trừ. Tiếp. Tại vì Như là người yêu cũ của em. Thời ơi, để thầy chỉ cho. Dẫn ra Phúc Long uống trà sữa đi. Trần Thảo My, vẻ đẹp quá. Đơn giản lấy điểm cao liền, thấy không? Đó, khó khăn gì? Đơn giản lấy điểm cao, không hề khó một miếng nào luôn đó. Quá đẹp luôn nè, không xuất sắc. Tuyệt vời, nhưng mà cái màu hơi bị fail nha. Tiếp. Bài cuối cùng, ồ đẹp dữ nè. Gỡ thầy danh đẹp trai đó, nãy giờ mới được người khen nè. Thấy ghê chưa, thầy lúc nào không đẹp đó. Cộng 3 điểm à, thấy chưa, đẹp quá. Ồ đẹp ghê nè, thấy chưa. 92 điểm lên 95 nè, đẹp không. Ê cái lớp này hả, trúng tủ rồi em ơi. Tàn bài đẹp không hà, tôi chấm mà tôi ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa luôn đó. Ủa trang trí đường diêm nó dễ phải không? Vậy thôi để mai mốt thầy cho mấy lớp khác vẽ luôn nha. Quá đẹp luôn nè, ghê chưa, đẹp quá nè, ghê chưa, không có nào mà tưởng tượng nó đẹp như vậy luôn đó, đẹp quá à nè, đẹp ghê chưa, chấn động luôn á mấy em, không phải dễ vẽ đâu nha. Ôi ơi bài này nhìn gì chứ dễ rớt dữ lắm đó. Nè ghê không, đẹp không đó, đẹp không phải thường đâu. Cảm ơn các bạn tặng quà. Em kỹ sư thầy có dạy không thầy? À, ví dụ như thầy văn mà xây nhà nhờ kỹ sư về hả, mình đọc bản thiết kế mình xây được không? Không dám dạy nha, mắc công người ta nói trời ơi ông nội này không dám dạy mình luôn hả, ghen dạ quá ha. Nói mình vậy đó. Chàng lớp này giỏi sử dữ lắm nè, vẽ về lịch sử, vẽ về văn hóa kiến trúc vốn tòa cổ của Việt Nam rồi đó, tinh hoa văn hóa dân tộc đồ nè, vẽ đẹp quá nè, thấy ghê chưa. Thầy có người yêu chưa? Im đừng hỏi nhiều, block bây giờ đó nè, đẹp ghê không, thấy bức tranh ta vẽ đẹp không đó. Mấy bạn vẽ được vậy không, em học luôn nha. Thôi đừng học nữa, em học cái khác đi, mà cho hỏi coi là kỹ sư này chắc là nam rồi, tại vì thường nữ hiếm làm kỹ sư dữ lắm, mà cho hỏi coi quý danh sinh năm bao nhiêu để làm chi hả, để block. Hai bài giống nhau hả? Cái này có quyền giống nhau mà nói gì em? Trời em nói gì hả? Em nói một cái điều em cũng biết. Ê, Mai Gia Linh xuống điểm nha em ơi. Tôi không chấp nhận được sau khi chấm xong một những cái bài của cả lớp thì cái bài em nên xuống điểm. Vì sao hả? Vì như vậy mới công bằng được cho tất cả những bài khác. Tiếp. Chơi không? Đẹp không? Thầy nói chuyện chẳng quá hả? Trời ơi, em nói đúng. Đẹp chưa? Gia Linh nó nói xấu thầy đó thầy. Lên sau là bài đi. Ồ cái bức này cho 90 điểm hả chèn? Ừ, sao mà tôi ác đức quá vậy không biết nữa hà. Ta dễ nhiều vậy là chăm chế bài con ta. Lên 96 đi tội nghiệp. Trừ điểm bài Hiếu đi thầy ơi. Trời ơi, cái bài này tội nghiệp quá vậy. Trừ điểm. Cái tội nè, giác tam giác cái gì cũng điệu hết trơn nè, hai bên đâm vô hay ghét, trượng điểm đi. Rồi bài cuối cùng, ủa quên, đây bài cuối cùng nha, quá đẹp luôn nè. Rồi xong tôi chấm ngược rồi,
Rồi, bài cuối cùng đó, quá đẹp luôn, xuất sắc. Thầy 30 tuổi hả, chàng phạt có cái gì vậy? Tôi mới có 24 tuổi hả, chàng ơi còn tươi mân mợn. Mày dám nói tôi 30 tuổi hả gì? Thầy ơi, bộ thầy dạy bộ môn xéo sắc hả? Ê, nói gì á? Em nói chuyện sang quá ha, sang chấn tâm lý, tây ghê ha, tây phương cực lạc, em tin không? Liễu hồn. Rồi, kết thúc bài, bạn này dễ tặng mấy bạn nè. Bạn này nè, khóa dễ hai mặt dữ lắm. Đó, đẹp không? Rồi, ok chưa? Rồi, bây giờ thầy phải xuống like nha. Cảm ơn các bạn đã xem, bye bye các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon và mơ đẹp nhé.